Lời tác giả. Thưa quý vị đạo hữu, quý vị được kể là hạng Phật tử trung kiên và thuần thành, không kém bất luận dân tộc nào trong các dân tộc theo Phật giáo. Lòng dũng cảm của các vị trước bao nhiêu nghịch cảnh đáng được tán tụng. Mặc dầu tâm đạo rất nhiệt thành, là hạng người trí thức, quý vị luôn luôn dùng trí phán xét, suy luận trước khi chấp nhận điều gì. Xin quý vị ghi nhớ, cũng như nhiều dân tộc Phật giáo khác ở Á Châu, dân tộc Việt Nam đã trưởng thành trong tổ ấm của Phật giáo, di sản tinh thần vô giá của quý vị. Dầu theo Bắc Tông hay Nam Tông, tất cả quý vị đều là giáo đồ nhiệt thành, là đàn con chung của Đức Từ Phụ Gotama. Giáo lý duy nhất của Ngài căn cứ trên Tứ Diệu Đế hay Bốn Chân Lý Thâm Diệu căn bản, là điều mà không có một người Phật tử nào bị cưỡng bách lại phải mù quáng tin theo. Bổn phận của tất cả những người Phật tử Việt Nam là học Phật Pháp và điều hòa tác thành Phật sự, nhằm vào lợi ích cho quốc gia Việt Nam. Quả thực, người Phật tử Bắc Tông đặt trọng tâm vào sứ mạng phục vụ, còn Nam Tông thì trú tâm vào việc hành thiền. Tuy nhiên, trong khi để ra vài phút hành thiền, ta cũng có thể tìm cơ hội phục vụ. Và trong khi phục vụ một cách vị tha, bất cầu lợi, ta cũng có thể dùng đủ thì giờ thích đáng để ngồi tịnh tâm, mưu tìm tiến bộ tinh thần. Cả hai đặc tánh chánh yếu này của Phật Pháp, phục vụ và hành thiền, có thể dung hòa và phối hợp dễ dàng. Nếu được sống thanh bình và hòa đồng trong công tác Phật sự, chắc chắn quý vị sẽ đạt được nhiều tiến bộ về phương diện vật chất cũng như về phương diện tinh thần đạo đức. Như thế, quý vị sẽ góp mặt xứng đáng cùng với những quốc gia tân tiến khác. Nước Việt Nam tương đối bé nhỏ, nhưng người Việt Nam dũng cảm, cần mẫn, tinh xảo, đủ trí năng và hạnh đạo. Chia rẽ, quý vị sẽ yếu dần. Đoàn kết, quý vị sẽ mạnh lên. Samaga Hotha, hãy đoàn kết lại, là lời kêu gọi thiết tha của Đức Phật. Được một vị Phật ra đời là hy hữu, được một giáo lý cao minh là hy hữu, được tái sinh làm người là hy hữu. Đời sống mặc dầu quý, quả thật là bấp bênh vô định. Cái chết, trái lại là điều không thể cưỡng, và nó sẽ đến, chắc như thế. Vậy, quý vị hãy sử dụng xứng đáng khoảng thời gian ngắn ngủi của kiếp sống này, cố gắng trở thành nguồn hạnh phúc của chính mình, cho quê hương mình và cho toàn thể nhân loại. Phục vụ để trở nên hoàn toàn để phục vụ. Giới từ bi Narada.